Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Tuyết đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở những tập trước thì mình đã tiêu diệt được rồng Ender rồi, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái máy farm Enderman để chúng ta có thể farm được kinh nghiệm nhanh hơn nè, cũng như là có được những cái ngọc Ender sử dụng thoải mái hơn ngay. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái đồ dùng cần thiết nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy những lọ thuốc hồi máu tức thì này để có thể hồi máu khi mà triệu hồi cái con Enderman. Thuốc thì mình sẽ cho hết vào rương đi. Và ở trong cái chỗ này thì mình còn một ít thuốc nè, hôm bữa đánh rồng chưa dùng hết các bạn ơi. Đây sẽ lấy hết luôn nha. Rồi bỏ vô cái rương như thế này. Ngoài ra thì mình cần phải chuẩn bị thêm vật liệu xây dựng nữa. Mình chủ yếu thì mình sẽ dùng gỗ, và cái đường đi thì mình sẽ dùng bằng lá ấy. Trong thời gian với hai tập thì mình cũng đã farm được rất là nhiều lá, cũng như là chặt thêm gỗ nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái đường ray nè, à không, một cái xe mỏ chứ, và một ít cái đường ray. Đó, cũng như là một cái thang leo để chúng ta có thể giữ chân cái con Enderman lại. Và ngoài ra thì mình cũng cần phải đem theo sắt nữa. Đây sắt thì mình sẽ nén lại thành khối như thế này và cho vào rương Ender luôn. Đó. Bây giờ chắc mình sẽ đi qua cái chỗ nấu đồ để lấy thêm kính nữa. Mình sẽ ấp kính để có thể thấy những con Enderman rơi xuống á. Đây, mình sẽ qua cái chỗ nấu đồ nha. Rồi chúng ta sẽ lấy hết kính luôn. Tại vì trong thời gian với hai tập thì mình cũng đã đi qua cái khu sa mạc ấy để lấy thêm kính. Tại vì ở nhà mình mình sử dụng hết kính ở lần trước rồi. Rồi, mình sẽ vào trong nè. Tắt cái này một cái và lấy kính thôi. Đó. Rồi bên đây nữa. Rồi xong, tầm này kính là ổn rồi, mình sẽ cho vô cái super box cạnh bên mới được. Đó. Rất là nhiều kính luôn, tha hồ mà ốp nha các bạn ơi. Rồi tầm này chắc cũng khá là đủ rồi đấy. Để mình xem nào. Ngoài ra thì mình còn phải chuẩn bị một cái thẻ tên nữa. Các bạn lưu ý nha, để cho cái con Enderman không có despawn ấy thì chúng ta nên có một cái thẻ tên như thế này nè. Các bạn đặt tên gì cũng được ấy. Ở đây mình sẽ đặt ngắn gọn cho nó là một cái dấu chấm đi. Đó, để chúng ta giữ chân không cho nó despawn nha. Còn mình sẽ cho nó vô cái sugar box màu hồng đi. Đó. Rồi để coi nước thì mình cũng có rồi nè. Và mình sẽ đem thêm một cái kiếm nhặt 2 từ việc tìm ở dưới cái NCT các bạn ơi, để chúng ta có thể farm được cái mấy cái ngọc Ender dễ dàng hơn ấy. Ok, chắc là như đây cũng khá là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên đường và đi tới cái The End nha các bạn. Ok, hẹn lại các bạn khi mình đi tới cái The End nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã đi xuống The End rồi đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái con đường đi ấy, dài từ đây này tiết lại đằng kia khoảng vài trăm block các bạn ơi, để chúng ta không còn thấy cái hòn đảo này nữa thì máy farm nó sẽ hoạt động tốt hơn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái đường nước chảy xuống dưới đi. Ở đâu là thấp ta? Ở đây thấp nè. Mình sẽ đổ nước để cho an toàn, có gì mình còn bám nước để trèo lên đấy các bạn. Mình sẽ đổ nước ngay tại đây. Đó. Rồi đi lên lại mình múc thêm một xô nước nữa, tại vì hôm bữa mình cũng có làm nước vĩnh cửu ở đây ấy. Thành ra cũng rất là tiện luôn. Nó thấy không, ở đây spawn quá trời Enderman nè. Nếu các bạn muốn cho cái máy farm hoạt động tốt nhất ấy thì cũng có thể đổ nước khắp nguyên cái hòn đảo này thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn. Nó không còn xuất hiện những con Enderman ở trên đây nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ăn vô một cái nè, uống một lọ thuốc trong bóng tối nè. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy những block lá ra và bắt đầu ốp dài ra ngoài thôi. Mình sẽ lấy khoảng 5 stack đi. Rồi sau đó thì ốp dài ra ngoài thôi. Đó, khoảng vài trăm block càng xa càng tốt nha các bạn. Rồi, ok, hẹn lại các bạn mình ốp dài ra ngoài đó. Hiện tại thì mình cũng đã khá xa cái đảo chính rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đặt cái farm xuống nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt trước hai cái rương xuống như vậy. Sau đó là những cái hopper hướng vào cái rương thôi. Ở đây mình sẽ đặt chín cái hopper nha. Ở đây và ở bên đây. Đó, cái này đặt sai nè, đập ra. Và đặt vô đây. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu ốp dài lên trên ấy là 42 ô nha các bạn ơi, để chúng ta có thể đánh một hit ấy là có thể kết thúc được mạng của Enderman. Rồi, giờ mình sẽ ốp dài lên như thế này nè. Đó, cái này là bắt đầu từ cái cục đá ở dưới nha bạn. 1 nè, 2 nè. Rồi ốp dài lên là 42 ô nha. Ok, hẹn lại các bạn mình ốp xong cái chỗ này nha. Ok các bạn ơi, sau khi đã đi lên 42 ô thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần sàn ở phía trên nha. Ở đây thì mình sẽ đi về mỗi hướng là khoảng 11 ô nha các bạn. Ở đây các bạn có thể làm rộng hơn tùy thích nha. Rồi ok, giờ mình sẽ bắt đầu làm nốt cái phần sàn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo thêm một cái bàn enchant nữa nha, để chúng ta có thể đặt ở dưới The End luôn các bạn ơi. Farm kinh nghiệm xong enchant tại ở phía dưới luôn ngay. Đó, giờ đã có một cái bàn phù phép rồi. Tiếp theo mình cần đem theo những kệ sách nữa. Ở đây thì mình sẽ đem khoảng 15 kệ nha. Đó, để được 30 level ấy. Đó, 15 kệ rồi. Ngoài ra thì mình cần phải
sao nhờ, đem thêm ít cái lò nung nữa nha. Ok, mình sẽ đem thêm ít cái lò nung đi à, để có gì mình sử dụng ngay tại ở phía dưới luôn nha các bạn à. Nhưng mà đá cuội giờ mình hết trơn rồi à, và mình cũng đã nấu thêm những cái thuốc nhìn trong bóng đêm này để chúng ta có thể sử dụng ấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại đèn nha các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình cũng đã farm đủ ít cái ngọc Ender rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái công đoạn khó nhất của cái chỗ farm này, đó chính là triệu hồi cái con Enderman nha. Bây giờ mình sẽ để cho nó cao cao một xíu để hạn chế cái tình trạng mà mấy con Enderman leo lên và đánh Enderman nha. Nếu đánh là Enderman sẽ ngộm ấy. Rồi, mình sẽ mở rộng cái này một xíu như thế này nè. Đó, bọc bọc xung quanh. Và ở đây thì mình sẽ đặt một cái đường ray nha, để chúng ta có thể cố định cái con Enderman. Đây đường ray, đường ray mình để trong người rồi. Rồi giờ thì mình sẽ đặt đường ray xuống như thế này, cũng như là một cái xe mỏ luôn. Đó. Rồi sau đó mình sẽ lên cao 2 ô để và đặt một cái cầu thang ở đây. Cầu thang, mình chưa lấy cầu thang nữa. Giờ mình sẽ lấy một cái cầu thang trước đã. Rồi đặt ra cầu thang đây. Đó. Rồi trèo lên và để cầu thang như thế này. Sau đó mình sẽ bắt đầu phóng mấy cái ngọc Ender liên tục nha, đến khi nào mà xuất hiện con Enderman thì thôi nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình cần đặt cái rương Ender xuống cái đã. Đặt cái rương ở đây đi. Sau đó mình sẽ lấy táo vàng nè, cũng như là những cái lọ thuốc hồi máu ấy các bạn ơi. Đây lấy thật là nhiều luôn. Rồi giờ thì ra hồn mà phóng luôn nha. Đây mình sẽ đứng ở đây nè, gà cắn cái táo vàng trước đi. Đó, rồi phóng. Đó, phóng đến khi nào nó xuất hiện con Enderman thì thôi nha. Đó đó đó, được rồi nè. Ô, mình may mắn thật các bạn ơi. Yay. Giờ mình sẽ đặt thẻ tên cho bé thôi. Lẹ không thôi là nó đi spawn đấy các bạn ơi. Đây thẻ tên đây. Đó, đặt cho nó tên bất kỳ nha các bạn. Rồi đặt tên. Đặt tên nè, rồi giờ đẩy cái xe mỏ vô thôi. Đó, đã cố định rồi nha. Ui da. Bây giờ mình cần đập cái này ra đi. Đập cái cầu thang này và mình đẩy cho nó vô chính giữa các bạn ơi. Đó, vô giữa đi. Rồi tiếp theo, cẩn thận. Mấy con Enderman xuất hiện ngay thì con Enderman này sẽ bị tấn công nha. Giờ mình sẽ đập cái này ra luôn nè, đập cái này ra luôn. Ô câu chính giữa là ở bên đây mấy ô chính giữa các bạn ơi. Ô gì mình nhặt rồi. Rồi okay, giờ mình sẽ đẩy ngược lại cho con Enderman này vô chính giữa nha. Ui da. Đó, vậy là chính xác rồi. Giờ mình sẽ đập xung quanh cũng như là giữ bé Enderman trong đây thôi. Đó, như vậy là cái máy farm đã có thể hoạt động rồi đó các bạn ơi. Ui đánh đau thế. Rồi mình sẽ ốp lại như vầy và ốp ở bên hông nữa. Cái điều đó thôi. À đây cái điều đây. Đó, ốp lại bên hông. Đập cái này ra rồi ốp ở bên đây cũng như là ở bên đây. Đó, thế là xong rồi. Rồi giờ thì mình sẽ một xíu nữa mình sẽ đi ra xa một xíu mọi người để cho Enderman bắt đầu spawn đây thì cái máy farm này mới hoạt động được. Rồi đặt ở đây và mấy cái ô thừa ở bên ngoài này các bạn có thể đập ra thoải mái nha. Mình quên đập cái ấy rồi, đập cái đường ray ra đó, gì mà đúng nha. Rồi vậy là ổn rồi nè. Và phía dưới thì không được đập thì cái xe mỏ sẽ rơi xuống dưới luôn nha. Và ở đây thì mình sẽ lấy cúp mềm mại và lấy lại cái rương nè. Đó, và ở đây cũng có thể đập những cái gỗ ra rồi. Đấy, vậy là cái farm của chúng ta đã hoàn thành rồi. Công việc tiếp theo của mình là bắt đầu đi xuống dưới các bạn ơi, để xa một xíu rồi cho mấy con Enderman spawn trên đây để bắt đầu rớt xuống nha. Và cái này thì các bạn phải mở ra thì mấy con Enderman mới rơi xuống dưới nha các bạn. Đấy, bây giờ mình mà rơi xuống dưới cũng ngõm luôn ấy, đừng nói chi là mấy anh Enderman. Rồi, rớt, rồi xong. Giờ chắc mình sẽ up nốt cái này rồi chúng ta bắt đầu đi xuống dưới nha. Ok các bạn ơi, sau khi đi xuống thì mình mới chợt nhớ ra mình quên một thứ rất là quan trọng, đó chính là những cái cửa sập. Mình phải đặt cửa sập thì những con Enderman mới dễ rớt. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bay lên trển và đặt lại mấy cái cửa sập nha. Ui, thiệt tình có cái cửa sập mà cũng quên đặt vào nữa. Nó phải đặt cửa sập vào sát mấy cái block kính này nè các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt cửa sập như thế này nè. Đó, những con Enderman sẽ tưởng đây là full block ấy, sẽ đi vào và kiểu như là rơi xuống dưới luôn. Đó. Rồi giờ thì mình sẽ đặt tiếp ở bên đây cũng như là ở bên đây. Bên đây được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra thật xa để cho nó reload lại rồi mấy anh Enderman sẽ bắt đầu kiểu như là dí vào cái con Enderman nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đi ra xa một xíu nè. Đó,
rồi một xíu mình sẽ quay lại nha. Ngoài ra mình cũng đã đổ nước rồi, tại vì các bạn biết không, mình làm cứ như nó hơi gòn ấy, thành ra mình phải bỏ thêm nước vào ở đây nè để hạn chế enderman spawn gần cái chỗ mình spawn đấy các bạn, để cho cái máy farm hoạt động tốt hơn ấy. Rồi mình chỉ đổ được có một phần thôi, tại vì đổ nước mất khá là nhiều thời gian các bạn ơi. Rồi giờ bay lại nè. Mày anh đi rớt xuống chưa? Ồ, hình như cái này nó hơi ấy thì phải. Nè, hoạt động rồi nè. Ui ui ui, gì đây, gì đây? Ui gì đây, gì đây anh ơi? Ui, mày anh đánh mình các bạn ơi. Chạy. Mày anh dí mình quá trời à, mình không biết sao mấy anh dí mình nữa. Chắc mình nhìn vô mặt mấy anh hay sao á. Ok, giờ mình sẽ vô đây để ăn một cái đã. Đã trong đây ăn cái để cho hồi máu nha, rồi mình sẽ quay lại cái đảo của mình. Cái cánh của mình còn có phân nửa đâu bền à. Rồi không sao, giờ bay lại cái nữa nha. Chưa đợi cho hồi máu một xíu các bạn ơi. Ăn trái táo vàng cũng như là uống thuốc cho luôn. Đó, nhâm. Rồi bay lại. Piu. Đó, bây giờ mình có thể farm rồi đó các bạn ơi. Đấy, bây giờ mấy anh enderman spawn khá là nhiều nè. Ui da. Ui, mấy anh còn với mình. No. Đi ra mấy anh ơi, đừng. Ui, sao mấy anh dí mình ghê ta. Hồi nãy mình lỡ nhìn mấy anh có xíu mà mấy anh dí mình quá trời à. Mình mà không có mặc giáp ấy là mình cực kỳ yếu luôn. Có bộ giáp kim cương thì mình còn mạnh, chứ mình không có giáp kim cương là mình yếu xìu à. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cút bộ lần đẳng nha. Có giáp kim cương rồi cút bộ lần đẳng đi. Gặp mấy anh mình xơi mấy anh luôn. Đó. Và đi tiếp quay lại đẳng. Tự nhiên mấy anh dí mình quá trời à. Đó, như vậy các bạn thấy chưa, bây giờ mấy anh enderman đã bắt đầu rơi xuống và mình có thể farm rồi đấy. Ngoài ra bây giờ mình sẽ lại đẳng ấy để đi đặt thêm cái chỗ mình enchant nữa, là hoàn thành cái khu farm này rồi. Đó, ở đây hơi nguy hiểm nha các bạn, ở đây mấy ảnh đánh mình có thể rơi xuống the void ấy. Okay, cố gắng cẩn thận. Nguy hiểm quá à, thiệt tình luôn á, mình sợ độ cao nữa, đây rơi dưới là sôi luôn á. Kìa, mấy anh enderman rơi xuống quá trời kìa. Rồi ổn rồi, đó, ở trong kia quá trời enderman kìa các bạn ơi. Mình sẽ nhìn xuống dưới đất mà được, không thôi mấy anh lại giận mình nữa, rồi đánh mình mất công. Đó, mở gặp con này ra một xíu nè, rồi lấy lại cái xô nước thôi. Đó, bây giờ quá trời enderman ở trong đây rồi, mình có thể đứng đây và farm nè các bạn ơi. Đó. Rồi. Đấy, thích chưa. Đấy, sau bao nhiêu công sức thì cuối cùng mình cũng đã được hưởng thành quả rồi các bạn ơi. Và các bạn muốn cho kinh nghiệm không bị rơi xuống cái hopper ấy thì có thể đặt cái cửa sạch hoặc là một cái tấm thảm ở trên thì nó sẽ chặn được việc cái kinh nghiệm nó rơi xuống hopper nha các bạn. Đây mình sẽ làm ít cái cửa sạch mình đặt ở trên luôn. Mình sẽ đợi mình tiêu diệt hết cái đó. Tiêu diệt nhanh lên các bạn ơi, để mình đặt cửa sạch vô. Mày nước xuống liên tục ấy, thành ra cũng hơi khó để đặt cửa sạch vào. Đó, thấy không, mình thông hoài luôn này, thông hết luôn các bạn ơi. Đấy, đặt xuống như thế này nè là nó sẽ đỡ rơi kinh nghiệm nha các bạn. Rồi đặt xuống chém một cái. Đó, ở đây vẫn còn bị mấy anh đánh mà không sao đâu, chỉ là lâu lâu mới đánh thôi. Đó, tại vì mình đứng gần mấy tấm kính quá ấy. Đấy, và ở bên đây xong. Rồi giờ tha hồ mà farm nhé. Đấy, mới đây mình 34 luôn rồi. Đó. Không, rất là nhanh luôn nha các bạn. Thích chưa. Và mình nghĩ là làm kiếm gỗ thì sẽ đỡ hư kiếm hơn các bạn ơi. Kiếm gỗ thì cũng one hit mấy anh này nha. Rồi, farm thoải mái luôn. Đó, 35 level rồi nè. Thích chưa. Rồi, wow. Rất là nhiều ngọc enderpearl nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ sao ta? Làm cái khu enchant nha. Ok, mình sẽ làm qua bên phải một xíu đi và mặc cái cánh vô để tránh trường hợp mình rơi xuống dưới devoid nữa. Rồi giờ mình sẽ canh ở ngay chính giữa nè, mình sẽ đi về bên phải một xíu và đặt cái khu enchant thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt cái bàn phù phép xuống nha. Đây mình sẽ canh ngay ô chính giữa nè, rồi mình sẽ đặt xuống một cái, sau đó đặt những cái kệ sách ở xung quanh thôi là chúng ta có thể bắt đầu enchant ngay tại đây được rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ cắt ra như thế này. Đó, và ở bên đây. Đấy, ui, đặt nhầm rồi. Cái này mình lấy cúp mềm mại đào ra luôn nha các bạn, để cho nó đừng có vỡ ra. Đó, và đặt ở đây. Xong, tiếp theo mình sẽ đặt một cái đá mài ở bên đây nè. Rồi một cái giá để sách ở bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ coi coi
Ủa mình không có đem sách theo rồi. Và sắp tới các bạn có thể enchant đây nè, và cũng có thể gỡ dòng enchant ngay tại đây luôn. Rất là tiện luôn nha các bạn. Chắc bây giờ mình sẽ đi lên trên nha. Ồ cái map farm enderman này farm thích cực các bạn ơi. Ngồi đây farm hoài cũng được luôn ấy. Đó, kinh nghiệm cứ vô hoài luôn này. Ok dùm xe farm một chút rồi đi lên trên nha. Ok các bạn ơi, mình đã trở về rồi đây. Nhưng mà bộ giáp của mình thì nó đã mất đi cái đôi giày rồi. Tại vì hồi nãy lúc mình farm thì mình không để ý độ bền, thành ra bị anh Enderman đánh và hư luôn cái đôi giày. Cho nên bây giờ chắc mình sẽ enchant một bộ giáp mới nha. Đây mình sẽ lấy hết mấy cái đồ này xuống nè. Rồi enchant một thể luôn. Để coi coi cái nón coi. Nón bảo vệ 4. Wow, top. Cái áo chầm hỏng á. Cái áo có chầm hỏng thì nó xài rất là lâu luôn nha các bạn. Tại vì cái áo là hình như là cái đồ mà có cái đôi giày bảo vệ khỏi sát thương ghi rơi nè. Vậy là mình có hai đôi luôn ấy. Mình có sẵn một đôi trong đây rồi nè. Mình có nên enchant tiếp không ta? Enchant để dành đấy các bạn ơi. Ok enchant luôn đi, tại vì bây giờ mình có nhiều kinh nghiệm mà, để đó cũng đâu có làm gì đâu. Đó enchant luôn. Wow, được thêm một đôi nữa. Vậy là có hai đôi xài si tua các bạn ơi. Tiếp theo là cái quần bảo vệ khỏi lửa. Mình chưa có cái set đồ bảo vệ khỏi lửa nè. Được. Ok, chắc mình sẽ enchant một bộ đồ bảo vệ khỏi lửa luôn đi. Boom. Wow, có thêm bảo vệ 4 luôn. Tuyệt. Tiếp theo là cái áo. Cái áo chầm hỏng này cũng rất là tốt nè các bạn ơi. Nó sẽ giúp mình có thêm rất là nhiều độ bền đây. Cái mũ. Chắc mình sẽ lấy cái mũ đi, tại vì cái mũ mau hư lắm các bạn ơi. Boop. Wow, có thêm chầm hỏng 3. Ok, khá là tốt đấy. Và cái áo là bảo vệ. Ok, lấy áo bảo vệ 3 luôn. Đó. Và bảo vệ coi vật được bắn 4. Yeah, khá là tốt rồi các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình sẽ cởi bộ giáp này ra và mặc bộ giáp mới vào. Đó, và cái lấy đôi giày luôn. Lấy đôi giày này đi. Và cái đôi giày cũ mình thì nó có cái dòng mà bơi nhanh dưới nước các bạn ơi. Nhưng mà cái đôi giày mới này thì không có này. Để mình coi cho mấy cuốn sách này mình có cái cuốn sách nào không ta. Mình không có cuốn sách bơi nhanh dưới nước rồi. Để bây giờ mình thử enchant coi. Xuyên thủng á. Ok, giờ mình sẽ enchant để cho nó reset level lại. Xuyên thủng tiếp. Sải bước dưới nước nè. Được, mình sẽ enchant trước một cuốn đi. Để một xíu mình gặp sải bước dưới nước 1 ấy, mình sẽ ghép lại thành sải bước dưới nước 2 nha các bạn. Rồi, giờ reset lại và enchant tiếp coi. Ok, tạm thời chắc mình sẽ ép cái quyển sách sải bước dưới nước 1 này. Và có đôi giày của mình để cho nó bơi nhanh một xíu các bạn ơi. Chứ đôi giày của mình mà không có dòng bơi nhanh thì đi xuống nước nó chậm rì à. Mình không thích vậy đâu. Rồi, cho vô đây nè. Lấy đôi giày ra trước đã. Đó. Cho đôi giày vào rồi cho cái quyển sách vào. Được 4 dòng luôn, chậm hỏng 3, bảo vệ 3, bảo vệ khỏi sát thương khi rơi 4 và sải bước dưới nước 1 các bạn ơi. Sắp tới có cái dòng mà sải bước dưới nước 1 nữa, mình sẽ ép vào để thành sải bước dưới nước 2 nha các bạn. Rồi, tạm thời thì khá là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ mang bộ đồ cũ mình vô đi. Đó, mang vô đây. Rồi, mang vô như thế này nè. Đấy, mất tiêu cái đôi giày rồi, nhìn kỳ quá à. Nhưng mà không sao đâu, sắp tới có đôi giày gần hư mình sẽ mang vô tiếp nha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ lấy thêm ít cái đồ cần thiết đi, rồi chúng ta cùng nhau đi khám phá biển nha các bạn. Tại vì hôm rày mình khá là bận rộn trong việc làm việc ở dưới DN này cũng như là đánh nhau với rồng rồi ấy. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi chúng ta cùng nhau đi khám phá biển một hôm nha. Hiện tại thì mình đang ở vùng biển băng giá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cái đồ dùng cần thiết cho chuyến khám phá ngày hôm nay. Đó chính là những cái lọ thuốc nha. Đầu tiên là thuốc thở dưới nước nè, cũng như là thuốc nhìn trong bóng tối các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ uống thuốc nhìn trong bóng tối trước đi, để giúp chúng ta có thể nhìn xuống đáy biển dễ hơn các bạn ơi. Rồi, cho thuốc này vào. Thở dưới nước mình cũng có khá là đủ rồi. Giờ thì lấy cái này lại và nhảy xuống dưới thôi. Yay. Rồi, leo lên thuyền rồi đi tiếp thôi các bạn ơi. Đó. Úi, rồi. Mình uống nhầm thuốc rồi. Uống nhầm thuốc thở dưới nước rồi các bạn ơi. Thảo nào mình thấy nó có gì đó sai sai. Rồi, đi tiếp. Rồi, uống thuốc mà cũng uống lộn nữa. May mà cái này là thuốc không có hiệu ứng xấu đấy, hiệu ứng xấu là toi mình luôn rồi. Rồi, giờ thì ở đây có băng nén nè. Ok, chắc mình sẽ lấy một ít băng nén về quá các bạn ơi. Tại vì mình vẫn chưa có băng nén ở nhà nữa. Nên mình sẽ lấy một ít băng nén về để kiểu như là để sử dụng nha. Và ở dưới là có một ít tên zombie trên núi kìa. Mình sẽ xuống đây và xử lý bọn này luôn. Để có gì mình còn tìm được mấy cây đinh ba nữa các bạn ơi. Khi đánh mấy con zombie chết đuối như vậy này thì chúng ta có tỷ lệ nhặt được cái cây đinh ba ấy. Nhưng mà nó rất là ít luôn. Khi nào mình gặp mấy tên zombie mà cầm đinh ba thì nó sẽ dễ rơi ra hơn ấy. Đây, mình sẽ tiêu diệt hết đám này luôn. Đó, wow, nhiều chưa nè.
Ở dưới có mấy cái rương nữa các bạn ơi. Kìa 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 kìa, bên kia có cái rương kìa. Đó, một tí mình sẽ lại đó và lấy cái rương nha. Hy vọng ở dưới sẽ có một cái bản đồ kho báu cho mình đi tìm nữa. Đấy, mình ra vùng biển này chủ yếu là tìm mấy cái kho báu thôi các bạn ơi. Đó, đánh nốt mấy tên này đi. Thế tính ra cái kiếm của mình vẫn chưa có mạnh lắm các bạn ơi. Đánh mấy tên này còn khá là lâu nè. Kinh nghiệm giờ mình không nhặt cũng được, tại vì bây giờ mình có chỗ farm Enderman rồi. Ta hồ mà lấy kinh nghiệm các bạn ơi. Rồi, mở ra. Wow, cần câu sửa chữa các bạn ơi. Cần câu tốt, cần câu tốt, mình sẽ đem về nhá. Rồi, có cần câu sửa chữa thì mình có thể AFK thoải mái mà không sợ bị hư các bạn ơi. Cần câu là nguyên miếng mất. Thôi, không nên lấy đâu. Để coi ở đây còn cái rương không nè không ta. Ở đây tính ra có hai cái rương thôi à. Để mình thử đào ra coi. Đi đâu lại gặp cái rương khác nữa đó các bạn ơi. Nè nè nè, có rương nữa nè. Rồi, sải bước dưới nước hai vậy. Đúng quyển sách mình cần luôn nè. Vậy là chút nữa mình về mình có thể ép vào cái đôi giày của mình rồi. Hay quá hay quá hay quá. Rồi giờ mình không biết bên kia còn rương không ta, để mình qua bển thử nha các bạn. Thì ra ở đây vẫn có sách enchant nè. Đó giờ mình cứ tưởng không rơi ra sách enchant chứ. Rồi, cái mũ vàng đem về luôn. Đồ free mà ngại gì không lấy các bạn ơi. Ở đây chắc hết rồi đó. Ở đây còn nữa nè. Wow, mới đi đã khám phá được rất là nhiều rương rồi. Mở rương ra coi. Mở ra. Được cái áo giáp da. Thôi, mình lấy than thôi. Lấy than có gì về mình nung đồ các bạn ơi. Rồi, giờ đi lên và đi tìm mấy cái thứ khác thôi. Gia đình gấu các bạn ơi. Wow, đây là hai gia đình gấu, hai bé gấu mẹ và hai baby gấu luôn. Gia đình gấu ở đây à. Wow. Và các bạn nhớ hôm bữa mình gặp gia đình gấu ở Bắc Cực không? Đó. Nó. Đây là lý do mình không dám lại gần đó các bạn ơi. Đó, mình chỉ mới đứng ở trên thôi mà. Đó, thấy chưa? Thôi, tôi có làm gì đâu. Thấy chưa? Thấy ghê chưa? Nè. Chỉ ở đây mình nhìn thôi à, mình không có lại gần để kiểu như là làm hại mấy bé gấu con đâu. Mà mấy gấu mẹ hung hăng quá à. Thôi cái đó cũng là bản năng thôi mà, bản năng bảo vệ con đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp vào bên đây nha. Ở phía trước là một cái ravine nè. Ở đây là vùng đầm lầy à. Cái biển này gần cái vùng đầm lầy các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới này nè, để coi nó có gì hot không. Wow, là một cái ravine khác nữa. Kim cương luôn. Mình tìm được kim cương các bạn ơi. Wow, tọa độ nha. Đây là tọa độ nè, cho bạn nào cần. Giờ mình sẽ lấy kim cương mang về rồi đập luôn các bạn ơi. Không ngờ đi khám phá biển mà lại gặp được kim cương nữa thì tìm biết mấy các bạn ơi. Đây, cúp mềm mại nè. Đó, đập ra. Tại vì bây giờ mình không có đem theo cúp gia tài ấy, cho nên mình sẽ lấy cúp mềm mại, mình đem cái quặng về luôn các bạn ơi. Đó, được nhiêu quặng ta. Được 6 quặng. Yeah. Còn bên đây để coi được bao nhiêu quặng nha các bạn. Hy vọng là sẽ 4 quặng trở lên thì nó sẽ hay hơn nha. Có 1 quặng nè các bạn ơi. Có 1 quặng à. Mình thì hy vọng 4 quặng nhưng mà ra có 1 quặng, nhưng mà cũng không sao đâu. Dù sao nó cũng cho mình kim cương là vui rồi. Rồi giờ thì đi qua bên đây coi còn kim cương không cái đã. Đi khám phá biển mà được tặng thêm kim cương thì tìm biết mấy các bạn ơi. Có vẻ đây là hết kim cương rồi đó. Ok chắc giờ đi lên thôi. Ghé xuống một xíu mà được tới 7 quặng kim cương luôn. Rồi giờ mình sẽ đi qua đây một xíu nè. Rồi đi tiếp. Cái vùng biển này gần cái khu đầm lầy thì cũng không tốt cho lắm nha. Phóng hưu thuyền mình luôn á. Phóng đau cực các bạn ơi. Có kìa. Mình sẽ dùng con dụng bài này để đỡ những cái mũi lao cho mình nha. Rồi áp sát lại nè. Đó, đánh rất là đau luôn nha các bạn. Đánh nè. Nhưng mà không rơi ra cái cây đinh ba các bạn ơi. Còn nữa hả? Con baby zombie các bạn ơi, nhưng mà phóng cây đinh ba kìa. Đánh chết queo trên zombie kia luôn rồi. Một hit nữa. Rồi, cuối cùng mình đã tiêu diệt được hai tên zombie cầm cái cây đinh ba các bạn ơi. Ok, là zombie cầm cây cần câu nữa kìa.
Ui, nhưng mà mình không được cây đinh ba nào hết trơn á. Tính ra cái tỷ lệ rơi ra đinh ba là rất là thấp luôn các bạn ơi. Đó, mình đánh rất là nhiều rồi nhưng mà ít khi mà rơi ra được lắm. Ừ, giờ mình sẽ lấy cái lọ thuốc nhìn trong bóng đêm ra cái đã. Đây, mình sẽ đặt cái super box xuống và lấy cái lọ thuốc ra thôi. Ở đây thì hết zombie cầm đinh ba rồi, lâu lâu mới gặp các bạn ơi, mà đánh thì không bao giờ rơi ra cho mình cây đinh ba nữa hết trơn á. Giờ mình sẽ đào mấy cái sỏi này ra nè nè xuống rước nè, đấy mở ra được bản đồ về. Mình sẽ cắt mấy cái đá cũng như là đất này lại nha. Rồi giờ thì trèo lên thôi. Ui, mình hết thuốc rồi. Dạ. Rồi uống thuốc vô. Nãy giờ hết thuốc mình quên để ý nữa. Rồi giờ để coi coi bản đồ kho báu này dẫn tới đâu nha. Ui, dân bạn dám cướp thuyền của mình hả? Nó leo lên thuyền của mình nó ngồi các bạn ơi. Để coi coi ở đây còn cái rương nào không nha. Rồi đi xuống. Và đào mấy cái này ra. Ở đây nè. Cần câu may mắn một, mấy cái đó thì không cần đâu. Ok, chắc giờ đi khám phá luôn đi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, kho báu này nó có một trái tim biển cả nè, một ít cái phôi vàng, phôi sắt cũng như là được thêm một ít emerald nữa và một ít thức ăn thôi. Đó, và một cái áo giáp da mà chỉ lấy được cái trái tim biển cả nè. Rồi mình sẽ vứt lại đất này cũng như là mình sẽ cho đồ vô cái super box đi để chúng ta có thể có thêm không gian các bạn ơi. Đấy, mình sẽ vứt mấy bộ giáp vô. Rồi, lấy hết mấy cái thứ cần thiết về thôi. Đó, cho hết vô đây. Ok, chuyến khám phá ngày hôm nay cũng khá là ổn rồi. Mình tìm được một cuốn sách sải bước dưới nước nè, khá là ok, cũng như là được thêm một ít quặng kim cương. Chắc bây giờ mình sẽ lấy lại cái super box rồi quay về nhà nha các bạn. Ok các bạn ơi, trên đường về thì mình gặp thêm một con thuyền bị đắm nữa nè. Wow, cái thuyền này còn khá là nguyên vẹn nhưng mà không biết được bao nhiêu cái rương thôi. Hy vọng là sẽ được ba cái rương nha các bạn, tại vì một cái thuyền bị đắm như vậy có thể có tối đa là ba cái rương ấy. Ok, ở đây thì có một ít sắt nè, một ít vàng nè, một ít hạt sắt cũng như là mấy cái lưu ly thôi. Sẽ đem luôn cái rương này về luôn đi. Đó, để sắp tới mình có đi lại đây thì mình cũng biết là lấy rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp theo ở trong đây thì có một cái rương nữa. Búp. Wow, được một cái bản đồ kho báu nữa nè. Không biết có bị trùng không nữa. Tại vì thông thường những cái bản đồ gần gần nhau ấy là nó sẽ rất là dễ bị trùng luôn nha các bạn. Rồi, giờ mình để mình coi coi. À, bị trùng nè. Vứt liền để không thôi sau này mình nhầm nữa. Tiếp theo, búp. Được cái mũ. Chắc đem về chơi nha. Ok, chắc đem về chơi các bạn ơi. Và thuốc súng thì mình sẽ lấy nha, tại vì mình cần thuốc súng để có gì mình còn làm pháo hoa nữa các bạn ơi. Wow, hiếm lắm mình mới gặp được một cái thuyền khá là nguyên vẹn như vậy này. Thông thường toàn là mình gặp mấy cái thuyền kiểu như là nó đâm vô nó vỡ gần hết nè các bạn ơi, thành ra nó khá là ít rương ấy. Như cái thuyền hồi nãy là mình có tới tận ba cái rương các bạn thấy không. Ra rất là thích tìm thấy mấy cái kiểu như là nguyên vẹn luôn các bạn ơi. Wow, và mình vừa đi tới cái vùng biển. Đây là vùng biển ấm à. Mình thấy màu. Ui, ở đây có mấy bé cá đẹp lắm nè. Để mình coi coi mình có thể chế tạo những cái xô các bạn ơi. Mình sẽ mấy bé cá này về đặt vô cái hồ của mình ấy thì hết sảy luôn á. Ok, giờ mình sẽ bỏ vô cái super box mình bớt đi. Đó, để chúng ta có thêm không gian nha. Cái này đầy rồi. Rồi, đi bắt cá. Yeah. Rồi, đúng. À, đây, tưởng đâu mình vừa chế tạo xong rồi bơi hết thì mình buồn lắm luôn á. Rồi, tiếp theo. Đó, hai em. Tiếp theo. Bắt hết về luôn nè. Ủa, mình còn hai xô. Bắt về, xô cuối cùng. Đây. À, đâu. Chạy đi đâu, em chạy đi đâu. Còn mấy em đây. Ồ, có vẻ hết mấy em cá đỏ các bạn ơi. Ồ, mộng rồi. Mình đem hết mấy cá đỏ thì thôi. Mấy cá đó thì chắc mình không cần đâu. Ở nhà mình có cá hồi đẹp hơn nhiều. Mình chỉ lấy mấy bé cá nào mà kiểu như là có nhiều màu thôi các bạn ơi. Đấy. Rồi. Rồi, tiếp theo là lấy mấy cái sugar box rồi đi về thôi các bạn ơi. Đó. Rồi, vừa có thêm khoáng sản này, có thêm kim cương này. Rồi, hôm nay còn có thêm mấy bé cá nữa. Wow, phía trước còn có thêm một cái thuyền nữa kìa các bạn ơi. Và đây là một cái ruin mới nữa. Ok, sẵn tiện thì khám phá nốt luôn nhá. Rồi, đi xuống. Để coi coi đây có gì không nha. Không biết có kim cương, ta có vàng kìa. Wow. Yeah, kim cương nữa các bạn ơi. Đây, mình lại đây. Đó, mình sẽ lấy kim cương về luôn. Đó, đập ra một cái.
Nhưng mà ở đây có một quặng à. Dạ dạ ao ao. Có một quặng thôi các bạn ơi. Sao đây có kim cương mà ít quá ta. Có đúng một quặng luôn ấy. Thiệt tình, để mình đào xung quanh thử coi. Biết đào xung quanh lại còn thêm á. Xung quanh cũng không có luôn. Kệ không sao, cũng có kim cương là được rồi. Tiếp theo qua đây coi. Bên đây có vẻ là không có kim cương rồi các bạn ơi. Ui có nè. Yeah, tìm thêm được quặng kim cương nữa rồi. Kệ kệ. Ui cái này nó hút hút bên ngoài có chịu ghê luôn á. Mình sẽ lấy cúp mềm mại nha. Cúp mềm mại mới được nha các bạn. Rồi đập một cái nữa nè. Đập một cái nữa được ba quặng. ổn rồi một cái robin mình được 4 quặng kim cương. Đấy, khá là tốt. Và qua đây coi còn gì nữa không nha. Đây là một cái hang à. Wow sẵn tiện lội qua luôn nha. Lội qua đây thì mình không thấy thêm kim cương các bạn ơi. Nó có dẫn tới cái robin khác không ta. Okay, đi nốt cái đường này đi. Đường cùng rồi. không sao dù sao cũng có kim cương là ổn rồi đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ rẽ phải một cái nữa là hết cái robin này rồi. Để coi qua phải, hy vọng sẽ có điều bất ngờ nha. Rồi rẽ phải một xíu nè. Ở đây là một cái hang động, nhưng mà hang nhỏ thôi các bạn ơi, nhưng mà không có kim cương. Thôi đi lên. Ổn rồi, được 4 viên kim cương là vui rồi. Giờ thì mình sẽ quay lại cái thuyền ngay và chúng ta quay về nha. Nãy giờ cũng về gần tới nhà đó các bạn ơi. Sau chuyến khám phá biển ngày hôm nay thì mình tìm thêm được 11 viên kim cương, một ít ngọc lục bảo cũng như là một trái tim biên cả. Ngoài ra mình còn có được cái quyển sách phù phép sải bước dưới nước các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ thả những bé cá nhiệt đới này xuống nè, cũng như là ăn cái mấy cái bát súp các bạn ơi. Rồi giờ thả cá xuống hồ thôi. Đó, lâu thì mình sẽ thả một ít cá mình tìm được vào nha, để cho cái hồ mình sẽ có thật là nhiều cá luôn nha các bạn. Bây giờ đã được 2 loại cá rồi kìa. Đó, cá nhiệt đới cũng như là cá hồi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn những bát súp thôi. Giờ mình cũng đang đói nè. Ăn vô. Bát đầu tiên là gì đây? Bụt. Cái thằng yếu đuối thôi ơi. Mày quá. Không sao, thuốc yếu đuối thì mình cũng không có ảnh hưởng gì tới mình đây. Đó. Ui. Cái này là cái mù quáng rồi. Hai cái bát súp này là hai bát súp kiểu như là không tốt các bạn ơi. Giờ tới bát súp thứ ba coi. Nhưng mà mình cần phải đói một xíu nữa thì mới ăn súp được. Giờ mình sẽ để cho mấy cái quả mầm ngọt đốt một xíu đi. Đó, đâm một xíu đi. Rồi, giờ mình sẽ để cho tốn cái thanh thức ăn ấy. Rồi mình sẽ bắt đầu ăn bát súp thứ ba thôi. Hãy ăn vô. Nhâm. Wow, sữa đâu. Lấy sữa bò lấy. Bò mình giờ quên kia rồi. Thì tình, lấy sữa bò lẻ. Hết rồi. mày quá các ông ơi. Thì tình luôn, ba bát súp không có bát súp nào hiệu ứng tốt bên đây. Bát súp từ hy vọng là sẽ hiệu ứng tốt nha. Nhầm. Đó, cái này giúp mình nhảy cao nè. Được, mày quá, có mấy bát súp cuối cùng là được hiệu ứng tốt thôi. Ok các ông ơi, như vậy trong ngày hôm nay ấy, thì mình đã làm được một cái chỗ Enderman farm rồi. Sắp tới mình có thể farm được kinh nghiệm rất là nhanh, cũng như là sử dụng ngọc Ender thoải mái luôn nha. Ngoài ra thì mình cũng đã đi khám phá biển và tìm thêm được ít quặng kim cương cũng như là quyển sách phù phép xây bước dưới nước. Trong những tập tiếp theo thì các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới ấy, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.